Vâng, xin được kính chào toàn thể anh em đã quay trở lại với kênh của Tâm Aero. Trong cái video ngày hôm nay em giới thiệu đến anh em một cái dòng sản phẩm mic bãi cao cấp em nhé. Một cái dòng mic bãi cao cấp vỉ tím của công ty Bayer Đài Loan. Một cái dòng mic bãi hàng tất cả là hàng tuyển chọn đẹp keng luôn em nhé. Tất cả là sơn zin hết, cái này là sơn phủ la lô em ạ. Cái sơn này nó có một cái lớp phủ la lô ở ngoài này, rất là đẹp anh ạ. Đấy, và tất cả là do inox, đây là hàng tuyển chọn sơn zin hết em nhé. Tất cả là hàng sơn zin, hàng thanh lý phòng hát cực kỳ là đẹp luôn. Và cái mic này có gia tốc, có tự ngắt em nhé. Có gia tốc có nghĩa là khi anh em rơi mic nó sẽ ngắt tiếng để không gây ảnh hưởng đến loa. Cái thứ hai là tự ngắt, anh em để xuống bàn khoảng tầm 3 đến 5 giây nó sẽ tự ngắt tiếng anh em nhé. Đấy, nó rất là tiết kiệm pin luôn, một cái dòng mic bãi cao cấp hàng đầu đấy, của Đài Loan. Đấy, dòng mic bãi Bayer vỉ tím. Đấy, nếu như anh em nào mà đã chơi hàng bãi nhiều thì chắc chắn là nghe đến sản phẩm mic bãi Bayer vỉ tím. Đấy, những cái dòng mic cực kỳ là cao cấp và cực kỳ là chất lượng luôn. Đấy, và tất cả 10 có 9 bộ thôi ạ. Đấy, có 9 bộ này thôi, em chỉ chọn được có 9 bộ trong một cái lô và tất cả là hàng đẹp keng luôn, tất cả là sơn zin hết anh em, tất cả là sơn zin hết. Cái tay của nó zin, tất cả là zin hết này nhá. Đấy, vỏ zin luôn. Đấy, và củ cũng zin hết em nhá. Củ cũng zin hết và tất cả những cái hàng này là hàng tuyển chọn rất là đẹp. Và hôm nay em sẽ để cho em cái giá rất là rẻ luôn, rất là rẻ để cảm ơn anh em đã theo dõi kênh của em anh em nhá. Đấy, anh em xem video vui lòng cho em một nút like và đăng ký kênh để cập nhật những cái sản phẩm mới nhất bên em. Thì em giới thiệu qua một chút về cái dòng sản phẩm này. Đây là một cái dòng sản phẩm của công ty Bayer Đài Loan, mic bãi Bayer vỉ tím, anh em gọi là mic bãi Bayer vỉ tím anh em ạ. Đấy, cái mặt của nó là mặt trắng em nhá. Cái đây và tất cả là quắc xanh lá cây này. Đấy, cái này nó rất là sáng, ở ngoài anh em nhìn nó rất là sáng, rất là đẹp luôn. Em quay bằng điện thoại nên là cái này nó bị lé sáng, nó bị ngược sáng nên nó hơi mờ. Đấy, chứ ở ngoài nó rất là sáng, rất là đẹp anh em ạ. Đây. Đấy, nó rất là sáng, rất là đẹp luôn. Đấy, cái mặt của nó thì bao gồm có hai cái nút volume này, có hai cái nút volume chỉnh, nó rất là dễ. Đấy, đây là những cái nút dò hồng ngoại. Đây là cái mặt quắc của nó rất là sáng em ạ. Đấy, trên là hiển thị kênh, hiển thị tần số và hiển thị pin các thứ. Đây là mắt hồng ngoại. Đấy, và tất cả những cái hàng này là hàng thanh lý phòng hát em nhé, hàng thanh lý phòng hát. Đấy, nó có một cái tem ở đây, nó có một cái tem nhựa ở đây, nhưng mà hàng bãi nên là nó sẽ bị bong mất em ạ. Nó bị bong mất nên là tất cả những cái này thì nó đều không có cái tem đấy, nó bị bong hết rồi. Đấy, anh em cái không quan trọng cái đấy, quan trọng là cái hình thức bên trong em nhé. Quan trọng là cái hình thức bên trong. Đây em cho anh em xem. Đấy, Bayer vỉ tím. Đấy, ở ngoài kể cả người ta in ghi như thế nào quan trọng không quan trọng, quan trọng là cái ruột, cái nội thất của nó em nhé. Đấy, tất cả những cái hàng này là hàng của công ty Bayer Đài Loan, hàng vỉ tím cao cấp anh em nhìn đây. Đấy, đây là cái hộp sóng của nó này, đây là cái khu sóng của nó này. Cái riêng cái dòng này anh em làm sự kiện rất là ok luôn. Cái sóng của nó cực kỳ là khỏe em ạ. Sóng của cái này khoảng tầm 70 mét em nhé. Đấy, chưa cần dâu em đã bắt được khoảng từ 5 đến 7 mét rồi. Cái sóng của nó rất là khỏe. Đấy, anh em nhìn lại linh kiện này. Đấy. Đấy, những cái hàng Bayer vỉ tím thì bao giờ những cái hàng của Bayer bao giờ nó cũng có cái những cái tụ này, tụ vàng em này, tụ vàng này. Đấy, và có cái hàng tụ ở đây này. Đấy, nó có cái hàng tụ ở đây và rất là nhiều linh kiện em nhé. Đấy, những cái dòng này thì thực sự mà nói thì anh em chơi âm thanh bãi cũng như là anh em biết qua một vài cái sản phẩm bãi thì đều biết cái hàng này nó cực kỳ là chất lượng em, nó cực kỳ là chất lượng luôn. Đấy, còn đây là cái tay mic của nó anh em nhé. Đấy, tay mic thì tất cả là hàng tuyển chọn em ạ, tất cả là hàng tuyển chọn. Tay này là tay sơn zin hết anh nhé, tay vỏ zin sơn zin hết. Đây, em cầm cho anh em xem. Đấy. Đấy, cái này nó là phủ la lô nhá anh em nhá, nó là phủ la lô này, nó phủ la lô rất là bóng đẹp luôn. Ở trong cái dưới cái lớp la lô nó là một cái lớp tráng đồng ấy ạ, nó tráng đồng nên là nó bóng, nó rất là bóng, nó rất là sáng. Đấy, anh em nhìn ạ. Đấy, cũng màu này nhưng mà nó rất là sáng tại vì bên dưới của nó là phủ một cái lớp tráng đồng. Đấy, nó rất là đẹp luôn. Đấy, thì tất cả là hàng bãi thì nó sẽ không đã qua sử dụng nên là nó sẽ không thể tránh khỏi những cái vết. Cái này là bẩn anh nhé, cái này là bẩn này, cái này là bẩn này. Đấy, nó không thể tránh khỏi những cái vết xước nhỏ nhưng mà những cái đấy nó không đáng kể em. Anh em nhìn tổng thể một lần nữa đấy. Đấy, nó cực kỳ là đẹp luôn. Đấy, và dọ tất cả là những cái dọ này em đã thay hết bằng dọ inox em nhé, thay hết bằng dọ inox luôn. Đấy, còn bên đây là bên trong của nó này em ạ. Đấy, anh em nhìn chưa, những cái củ này mua cực kỳ là đắt luôn. Nếu anh em mua hàng xịn chính hãng của nó như cái củ này nó rơi khoảng tầm 500.000 một đôi củ này em nhé. Riêng cái đôi củ này của nó đã 500.000 một đôi rồi. Đây là một cái dòng củ huyền thoại của Bayer anh ạ. Đây. Đấy, tất cả là củ rời. Đấy, và gần như là những cái tem anh ạ. Đây, những cái tem này. Những cái tem này là còn nguyên anh em nhé. Những cái tem này là của nhà sản xuất là còn nguyên luôn này. Đấy. Tất cả là hàng nguyên zin, sơn zin hết anh em nhé. Đây là hàng tuyển chọn trong một cái lô 50 bộ mà nhưng mà em chỉ chọn được có 9 bộ này thôi ạ. Thực sự nói là hàng này nó cực kỳ là ít luôn. Đấy, nó đẹp như mới luôn ạ.
Còn đây là cái vỉ của nó, em để em tháo em xem. Đấy, trên tay là còn đánh số của phòng hát em nhá, đánh số phòng hát luôn này. Đấy, vỉ tím này, em nhìn chưa? Đấy, vỉ tím này. Đấy, một cái dòng Bayer vỉ tím có tự ngắt, có gia tốc. Đấy, có gia tốc luôn em nhá. Rất là hay luôn. Đấy, có cái gia tốc đây là nó gần như nó rất là hay anh em. Khi mà bị rơi mic thì nó sẽ không bị bụp loa, không bị cháy loa. Đấy, những cái bộ karaoke cao cấp nha anh em ấy mà dùng những cái mic này thì thực sự nó quá phù hợp luôn ạ. Bây giờ em thử qua cái tiếng này em nghe nhé. Đây em lắp sẵn là một cái đầu thu này. Đấy, nó rất là nhẹ luôn. Đấy, bình thường là em để mic cách xa của tầm 2-30 phân nó vẫn bắt bình thường ạ, nó vẫn bắt được này. Đấy, nó vẫn bắt được anh em nghe tiếng ạ. Đấy. Em alo anh em nghe thử cái tiếng em nhé. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 2 3 4 5 6 7 2 2 6 7 6 7 1 2 2 1 2. Đấy, thực sự của nó, cái tiếng của nó thì gần như là vô đối, gần như là hát gia đình lắp phòng VIP thì gần như không có loại nào là hơn được nó anh em nhé, không có loại nào hơn được cái dòng Bayer vỉ tím này. Đấy, một cái dòng mic cực kỳ là chất lượng và hôm nay em chỉ có 9 bộ này thôi anh nhé, 9 bộ hàng tuyển chọn cực kỳ đẹp như này. Đấy, những cái hàng như thế này nó không có nhiều đâu, những cái hàng như này nó không có nhiều, thật sự là hàng đẹp như này nó không có nhiều đâu. Đấy, và chỉ có 9 bộ này thôi. Những cái hàng này mới giá của nó khoảng tầm từ 7 đến 8 triệu anh nhé, giá từ 7 đến 8 triệu một cái bộ như thế này. Đấy, và đây tất cả là hàng đẹp như mới anh nhé, hàng đẹp như mới luôn. Đấy, dòng Bayer vỉ tím đời cao, có gia tốc, có tự ngắt. Đấy, bình thường anh em bán cái mic này khoảng tầm 2 triệu rưỡi anh em nhé. Bình thường là 2 triệu rưỡi. Hàng đẹp như thế này không bao giờ có giá dưới 2 triệu 3 anh em nhé. Không bao giờ có giá dưới 2 triệu 300 nghìn. Đấy, nhưng mà riêng hôm nay chỉ có 9 bộ này thôi. Em xả lấy tương tác cho anh em chỉ có 2 triệu một bộ anh em nhé. Chỉ có 2 triệu một cái bộ mic Bayer vỉ tím có gia tốc, có tự ngắt. Nó cực kỳ là rẻ luôn. Anh em mua cái sản phẩm này anh em đã rẻ hơn những cái chỗ khác khoảng tầm 500 nghìn rồi anh em nhé. Chỉ có 2 triệu một bộ đấy, mic Bayer vỉ tím có tự ngắt. Đấy, dòng sản phẩm cực kỳ là chất lượng luôn, hàng sơn zin đẹp keng em nhé. Hàng sơn zin rất là đẹp luôn, tất cả là hàng nguyên bản hết. Nguyên bản từ cái tem, từ con ốc đi trở đi anh em nhé. Hàng tuyển chọn này nó không có nhiều đâu. Đấy, giá của nó 2 triệu thực sự cũng chỉ chưa bằng một cái bộ mic nhái bình thường em nhé. Đấy, một cái bộ mic nhái bình thường bây giờ anh em mua tầm 2 triệu rưỡi. Đấy, nhưng mà nếu mà so về chất lượng thì nó kém, thực sự nó kém quá xa so với những cái dòng như này em ạ. Đấy, chỉ có 2 triệu một bộ, anh em nào chốt cái mic này vui lòng gọi điện cho em theo cái số là 0369797955 hoặc là 0912797955. Em chỉ có 9 bộ này thôi và anh em nhanh tay anh em nhé. Thực sự là cái hàng này nó không có nhiều. Đấy, chỉ có 9 bộ này thôi, cái giá chỉ có 2 triệu một bộ em nhé. Cực kỳ đẹp, cực kỳ chất lượng luôn. Đấy, nó quá rẻ luôn em. Đấy, 2 triệu anh em mua bây giờ mua chỉ được mua một cái bộ mic nhái thôi. Đấy, những cái dòng này mới của nó khoảng tầm 7 đến 8 triệu em nhé. Đấy, nhưng mà hôm nay em chỉ bán cho anh em với giá chỉ có 2 triệu một bộ thôi, nó quá đẹp anh ạ, nó quá rẻ luôn. Đây thực sự là một cái cơ hội để cho anh em, những cái anh em nào mà biết về chất lượng cái dòng Bayer vỉ tím thì đây là một cái giá cực kỳ tốt em nhé. Đấy, anh em nào chốt thì gọi điện cho em ra cái số là 0369797955 hoặc là 0912797955. Đấy, xin chào toàn thể anh em, hẹn gặp lại anh em ở cái video tiếp theo.